Mày đấy. Mic này. Biểu cảm mà nhá. Ủa, có quả phông đằng sau như phòng thủ. Không biết hàng xóm nó chửi nhau. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đáng được nhiều. Thấy không, thời gian hay đấy. Tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hướng hoa. Lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Anh có ông này. Khi chớp mang duyên kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin em nữa không? Trải rồi. Đời vẫn thế. Em ơi, xin đừng nhắc đến tình đời. Anh nghĩ rằng dù thời gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau vài bữa. Biểu cảm thế gì? Không bỏ không. Phi Nhung lại quỳ hát cái nhạc nó chán lắm. Đấy là bọn Kiều với mình... à cái gì à? Đàm Vĩnh Hưng với lại mẹ Lệ Quyền hát bài này với hai. Lệ Quyền. Bên phần của Nhạc Dạo làm gì chứ ngồi không? À, nó gọi là Đàm Vĩnh Hưng hát với Lệ Quyền, là bây giờ mới Lệ Quyền hát bài hay. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho mọi người, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Chạy, anh không hát nữa. Tôi có một cửa thôi. Không hát nữa à? Anh mà đấy solo một bài nào. Đấy anh solo đi. Không bài này cũng solo được. Mày hát đi. Hả? Mày hát đi. Mày hát.